Kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh truyền hình Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, nếu đến với Minh Quang, một xã miền núi ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, chắc chắn là chúng ta sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những đàn lợn thả rông tự do đi kiếm ăn. Bởi đây chính là phương thức chăn nuôi truyền thống của bà con dân tộc Sán Dìu. Đối với bà con miền núi, đưa lợn vào nuôi trong chuồng trại là rất khó. Thế nhưng nhờ nỗ lực tuyên truyền, kiên trì vận động của ngành khuyến nông địa phương, người chăn nuôi nơi đây đã tiếp cận được với một trong những mô hình được coi là tiến bộ nhất hiện nay. Đó chính là nuôi lợn theo hướng hữu cơ trên nền đệm lót sinh học. Chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ vừa phù hợp với quy mô nông hộ, vừa tận dụng được tối đa phế phụ phẩm, vốn đầu tư ít. Còn chăn nuôi công nghiệp đầu tư nhiều hơn nhưng lại có thể tạo ra số lượng sản phẩm lớn, ít tốn công lao động, giảm giá thành. Vậy tại sao chăn nuôi theo hướng hữu cơ trên nền đệm lót sinh học lại là mô hình được các cán bộ khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn phát triển tại địa phương mình? Thì khi sử dụng đệm lót sinh học này thì nó sẽ cũng không có mùi, không ảnh hưởng đến các cái hộ xung quanh hay là cái người chăn nuôi hay là tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến môi trường. Chất lượng thịt nó tạo cái sự khác biệt so với lại cái lợn đang nuôi theo phương pháp truyền thống bây giờ. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường được giải quyết, đẩy lùi mối lo ngại về vấn nạn thực phẩm bẩn. Hai câu hỏi lớn đang tồn tại nhức nhối trong ngành chăn nuôi lợn đồng thời được giải quyết. Thế nhưng đối với công tác khuyến nông ở một xã vùng cao nghèo còn lạc hậu thì tập quán chăn nuôi cũ và nguồn lực hạn chế của nông hộ mới chính là vấn đề quyết định. Để thuyết phục, các cán bộ ở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã phải vận dụng rất nhiều phương cách, từ trực tiếp đến tận nhà vận động cho đến tổ chức các chương trình tham quan, lớp tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ các điều kiện chăn nuôi ban đầu. Ban đầu là gặp rất nhiều khó khăn. Thì thông qua những cái buổi tham quan này, cộng với cái việc là tuyên truyền, vận động và phân tích để cho các hộ nhận thấy là cái hiệu quả của cái mô hình, của cái việc chăn nuôi lợn hữu cơ, thì hiện nay là các hộ là đã rất hưởng ứng. Hỗ trợ về cám, hỗ trợ về lợn là cái điều này kích động cho chúng tôi về mặt kinh tế, chúng tôi đỡ khó khăn rất nhiều về trước mắt. Thế nhưng mà cái mà cơ bản nhất từ chế phẩm sinh học, từ cái thuốc tẩy trùng này, thuốc thú y này được cấp trên rất quan tâm. Đấy, cái đấy là chúng tôi yên tâm nhất. Mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ trên nền đệm lót sinh học thường được tổ chức trong hai kiểu chuồng. Thứ nhất là chuồng kín, tức là chuồng nuôi ngăn cách hoàn toàn với môi trường bên ngoài, sử dụng hệ thống quạt hút gió công suất lớn và ga làm mát để điều hòa nhiệt độ. Thứ hai là chuồng thiết kế hở đang được triển khai tại Vĩnh Phúc với vòi tưới mái. Trong chuồng có hệ thống quạt, vòi phun xương, máng ăn và vòi uống nước tự động. Nếu so sánh thì thiết kế kín sẽ giúp phòng bệnh tốt hơn, còn thiết kế hở sẽ bớt tốn kém, dễ áp dụng hơn trong điều kiện chăn nuôi nông hộ miền núi. Cái xây dựng chuồng trại nuôi theo cái hướng hữu cơ này nó rất đơn giản, nó không cầu kỳ, nó không cần phải quạt thông gió, nó không cần điều hòa, nó không cần hệ thống nước tưới để tắm rửa hàng ngày, là đỡ rất nhiều trong công tác xây dựng cơ bản. Sau khi xây dựng chuồng trại đủ tiêu chuẩn, người dân được nhập lợn giống đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, nguyên liệu là thức ăn tự nhiên, không chất cấm, không chất tạo nạc, không chất tạo màu, không chất bảo quản. Quá trình chăn nuôi tuân thủ nghiêm lịch phòng bệnh bằng vaccine, hạn chế tối đa sử dụng kháng sinh trong khâu chữa trị. Sử dụng đệm lót sinh học là một trong những cách giúp người nông dân phòng bệnh hữu hiệu. Thông thường, khi lợn thải phân và nước tiểu, quá trình lên men chất thải của vi sinh vật thối rữa sẽ gây ra mùi hôi. Thế nhưng các vi sinh vật có lợi trong đệm lót sẽ sử dụng chính chất thải và khí độc phát sinh làm thức ăn. Với ưu thế có trước và áp đảo về số lượng, các vi sinh vật có lợi sẽ ức chế và tiêu diệt các vi sinh vật gây thối và các vi sinh vật có hại khác theo hình thức cạnh tranh, nên người chăn nuôi không cần phải rửa chuồng, lợn cũng không cần tắm rửa. Hơn nữa, chúng còn hấp thụ trực tiếp vào cơ thể các vi sinh vật có lợi qua thức ăn và nước uống. Khi con lợn nó ủi, nó nằm, nó hít thở không khí thì chính nó đã
được sử dụng một số các loại kháng thể vào trong con lợn rồi. Thì khi mà con lợn mà nuôi trên cái nền đệm lót thì cái sức đề kháng của nó rất tốt. Đấy, nó phòng chống được một số các bệnh, ví dụ như bệnh về hô hấp hay là bệnh về tiêu hóa. Không gian thoáng mát, sạch bệnh, mật độ nuôi thưa gấp từ 1,5 đến 2 lần so với nuôi thông thường nên lợn hay chạy nhảy. Các tập tính tự nhiên như đào bới, ủi mõm xuống nền chuồng cũng được thỏa mãn. Đàn lợn cũng tỏ ra rất thân thiện với người chăn nuôi. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tinh thần và sự thoải mái của lợn nuôi cũng sẽ làm gia tăng chất lượng thịt thương phẩm. Chất lượng thịt là tạo sự khác biệt. Thế chính vì vậy là hiện nay trên thị trường thì cái giá lợn theo hướng hữu cơ này đang cao hơn so với cái giá lợn truyền thống từ 5 cho đến 7 giá. Vì vậy là về mặt hiệu quả kinh tế thì cũng cơ bản là cao hơn so với lại cái lợn truyền thống từ 5 đến 10%. Mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ trên nền đệm lót sinh học bắt đầu được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện từ năm 2019 tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và xã Văn Quán, huyện Lập Thạch. Tuy thời gian mới hơn một năm, quy mô còn nhỏ, khoảng 30 con trên một nông hộ, nhưng các mô hình đều cho kết quả khả quan. Sau từ 5 đến 6 tháng nuôi, lợn phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống đạt 100%, lợi nhuận trên 17 triệu đồng một lứa 30 con. Mô hình được đánh giá là phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở miền núi, giúp bà con thay đổi thói quen cũ, tiếp cận với các kỹ thuật tiến bộ, hướng tới một nền chăn nuôi sạch, an toàn và bền vững hơn. Thưa quý vị, vào chuồng lợn mà không có mùi hôi, toàn bộ phân thải đều được vi sinh vật xử lý. Lợn không cần tắm, không cần rửa chuồng trại trong suốt cả chu kỳ nuôi. Lợn khỏe mạnh mà công việc chăn nuôi của nông dân cũng nhàn hơn rất nhiều, lợi ích rất rõ ràng. Thế nhưng liệu việc phối trộn và sử dụng đệm lót sinh học có khó khăn hay không? Mời bà con tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi để tìm rõ câu trả lời. Để sử dụng đệm lót sinh học hiệu quả, bà con cần thiết kế chuồng lợn cao ráo, bên trong láng bê tông, dốc từ 2 đến 3 độ để thoát ẩm. 1 phần 3 diện tích nền cao hơn là nơi đặt máng ăn cho lợn. 2 phần 3 diện tích còn lại thiết kế thấp hơn từ 30 đến 40cm để giải đệm lót sinh học. Bà con có thể tự phối trộn đệm lót ở ngoài rồi cho vào trong chuồng hoặc trực tiếp giải chế phẩm sinh học lên chất độn ngay trong nền chuồng. Nguyên liệu gồm chấu nghiền, mùn cưa hay phế phụ phẩm khác như sơ dừa hoặc rơm cắt ngắn. Thì bác cần lưu ý là có một số các cái loại mùn cưa ở những cái gỗ như gỗ lim là chúng ta không nên dùng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển của con vi sinh vật. Thứ hai là bác phải có cái chế phẩm sinh học để mà phối trộn với cái đệm lót này để tạo ra cái môi trường tốt để phân giải được các cái chất thải con lợn. Đấy. Cái thứ ba đó là cái nước sạch. Bà con hòa chế phẩm sinh học vào nước rồi tưới lên chất độn chuồng theo tỷ lệ của nhà sản xuất hướng dẫn. Tiếp tục đảo trộn kỹ để vi sinh vật phân bố đều trong đệm lót. Chú ý khi lớp đệm lót chuyển màu thẫm hơn so với khi khô, độ ẩm khoảng 20% là vừa đủ đạt điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Một cái đệm lót mà đạt yêu cầu sau khi trộn cái chế phẩm sinh học xong ấy là khi mà chúng ta nắm cái đệm lót vào thì không thấy nước nó chảy ra ngoài. Quá ẩm nó không tốt cho con vi sinh vật nó phát triển. Sở tay ra thì thấy là nó ở cái mức độ là tỏ ra vừa phải. Còn đây là cái mà tôi thấy là cái độ ẩm nó quá khô, chưa đạt cái yêu cầu. Trung bình với mỗi một con lợn, bà con cần chuẩn bị một tạ đệm lót sinh học. Khi giải vào nền chuồng, chú ý độ dày phải đạt từ 20 đến 30cm. Nếu làm quá mỏng, lượng chất thô và vi sinh vật không đủ để phân giải hết chất thải. Còn làm quá dày thì lớp đệm lót sẽ bị nóng và tốn kém hơn về chi phí. Trong quá trình nuôi lợn, bà con cũng cần phải biết cách sử dụng và bảo quản để đệm lót sinh học không bị hỏng hoặc giảm tác dụng của vi sinh vật có ích. Thế hàng ngày chú chăm sóc cái đệm lót này như nào? Thứ nhất là không được để nó ẩm quá và thứ hai là không được khô quá. Những cái loại gọi là hóa chất để phun khử trùng
Thế nhưng mà vừa rồi chúng tôi có sử dụng một số để phun cái trên chỗ đứng và xung quanh chuồng và máng ăn, liệu có được không? Hóa chất sát trùng này nó cũng sẽ bắn vào cái phần phía bên dưới của cái đệm lót này và nó cũng sẽ gây cho cái chết cái con vi sinh vật. Cái đệm lót này nó sẽ sinh học, này nó sẽ không có tác dụng để mà phân giải những cái chất thải của con lợn nữa. Bác nên phun ở phía bên ngoài, xung quanh cái chuồng của mình. Ngoài các chất khử trùng hóa học, bà con cần che chắn kỹ chuồng trong những ngày trời mưa hoặc ngăn không để nước uống của lợn bắn vào làm đệm lót gặp tình trạng quá ẩm ướt. Ướt quá thì cái con vi sinh vật nó sẽ hoạt động rất là kém và nó sẽ chết đi và nó không có tác dụng gì nữa. Đấy. Nếu mà trường hợp mà nó bị ướt thì hót bỏ cái phần ướt đấy đi và bổ sung thêm những cái đệm lót mới vào. Ở những cái vị trí mà nó thải những cái phân ra, đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái cào hay những cái xẻng để mà trộn đều con vi sinh vật này, nó phân giải được các cái phân với cái nước tiểu. Định kỳ 4 ngày một lần, bà con pha chế phẩm sinh học vào bồn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, rồi dùng hệ thống vòi phun xương bổ sung thêm vi sinh vật có ích vào chuồng và đệm lót. Vòi phun xương cũng đồng thời có tác dụng phun nước dưỡng ẩm hàng ngày nếu đệm lót quá khô. Bảo quản đúng phương pháp sẽ giúp bà con phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của đệm lót sinh học. Nếu tính trong vòng một chu kỳ thương phẩm kéo dài từ 5 đến 6 tháng, trung bình một con lợn dùng hết một tạ đệm lót sinh học, chi phí từ 280 đến 320.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi xuất bán lợn, bà con có thể thu về từ 1,5 đến 1,7 tạ phân. Với giá bán hiện nay là 150 đến 180.000 đồng trên một tạ, thì nguồn thu từ bán phân có thể bù đắp gần hết chi phí làm đệm lót sinh học. Thưa quý vị, thưa bà con, trong tiểu mục góc tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin được tư vấn cho các câu hỏi về bệnh trên đàn lợn. Đầu tiên là câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Quý ở Hải Dương. Anh Quý có hỏi, đàn lợn hơn 2 tháng tuổi của gia đình tôi một tuần nay có biểu hiện sốt 39,5 độ, da hơi đỏ. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Tôi nghĩ do thời tiết giai đoạn chuyển mùa khiến lợn bị bệnh. Không biết có đúng hay không và cách chữa trị như thế nào? Thưa anh Quý, với những biểu hiện như anh mô tả thì chuyên gia chẩn đoán lợn bị bệnh tụ huyết trùng. Đây là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra. Khi thời tiết thay đổi, những yếu tố bất lợi cho lợn dễ phát sinh, phát triển cũng là một trong những yếu tố gây bệnh. Anh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng trị để tránh bệnh lây lan. Tiêm vaccine những con chưa bị bệnh. Cách ly con ốm. Dùng thuốc điều trị Vizante hoặc Macavet tiêm trong 4 ngày. Sáng tiêm Vizante, chiều tiêm Macavet. Dùng Anakin C tiêm hạ sốt, dùng vitamin C. Sau khi trị bệnh khỏi 2 tuần, tiêm vaccine phòng bệnh cho lợn. Tiếp theo là câu hỏi của khán giả Lê Thu Hòa ở Đắk Lắk. Khán giả có hỏi như sau. Con heo nái lấy giống 3 lần không được. Lần cuối cùng lấy giống cách đây 1 tháng, đến giờ chưa động dục lại, da mủ trắng, muốn hỏi nguyên nhân và cách điều trị. Thưa chị Hòa, theo chẩn đoán của chuyên gia thì heo nái của gia đình chị đã bị bệnh viêm tử cung. Chị cần thực hiện các biện pháp sau để chữa bệnh cho heo. Dùng nước muối sinh lý 0,9% hoặc nước lá trầu không sắc đặc. Một nắm lá trầu không cộng 1,5 lít nước đun sôi để nguội, lấy 500ml nước, thụt rửa tử cung. Dùng hand frost tiêm cho lợn. Dùng amoxicillin hoặc aureomycin hoặc oxytetramycin. Dùng 3 viên đặt vào tử cung. Buổi sáng dùng Gentamox LA hoặc Amox LA. Buổi chiều dùng Biocet hoặc Septi 1000. Dùng vitamin C cộng B1 cộng caffeine tiêm cho lợn 2 lần một ngày, điều trị từ 3 đến 5 ngày. Khi lợn khỏi bệnh, dùng thuốc kích dục tiêm cho lợn. Khi phối giống cần phối kép 2 đến 3 lần, cách nhau 6 đến 12 giờ. Tiếp theo là một câu hỏi khác, câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Cầu ở Phú Thọ. Khán giả có hỏi, từ 3 ngày nay, một con trong tổng đàn 20 con của gia đình tôi bị sưng khớp một chân sau, đi lại khó khăn, hỏi nguyên nhân và cách chữa trị. Chị Cầu thân mến, với biểu hiện của lợn như chị mô tả thì chuyên gia đã chẩn đoán lợn bị bệnh viêm khớp do nhiễm khuẩn và cách điều trị như sau. Vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, khô ráo, giữ ấm cho lợn. Dùng thuốc sát trùng tẩy uế chuồng nuôi. Dùng gentamicin
hoặc Gentatilo hoặc Amoxicillin tiêm cho lợn. Dùng thuốc Diclofenac tiêm cho lợn. Dùng vitamin C cộng B1 cộng caffeine tiêm cho lợn một lần một ngày, điều trị từ 3 đến 5 ngày. Câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khuyến nông của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.